kia thì đem về hả? Bao nhiêu? Cái gì? 5 đồng. Bao 5 đồng. Thì hình như của ta order thử một cái đó, để lại cho em ta. Thì có một cái, hai cái là màu xanh đúng không? Thì thì cái kia thì để đưa cho tao, tại mày nói cái đó ngon đó, tao xài, tao mua thử xem. Còn mấy cái kia thì vậy hả? Ừ, ở Linel cái gì chẳng mắc mày. Hôm qua tao order lột cái màu. Tao lấy lột cái màu Mochen, nhưng mà thôi để đem về tiệm mình xài. Để coi cái chiều này con đào nó có ghé không. Nếu mà nó có ghé thì đưa cho nó cái lóc, cái đồ giũa của nó, còn không thì để tao nhắn nó qua lấy thôi. Có mấy cái đồ bào chứ không phải. Ừ, đem cái đồ Shen hả? Shen hay Timu? Ta đang có nhiều ở Timu này. Hôm bữa mày hỏi Timu đúng không? Bữa mày hỏi Shen hả? Shen nó chưa có gì. Ê, mày uống mày có thấy ngọt không thầy? Nó hơi ngọt đúng không? Vậy thì mai mốt mình lấy 75 mà được á. Cái này mày lấy 100 hả? 100 hay 75 tao không nhớ nữa, hình như 75 phải không? Có từ. Để tối đi, tối về ta chụp, ta scan cái là nó qua liền. Mất công giờ, ta nhắn cho ta đi kiếm. Ta có là Timu nè. Chắc mua mới đã mua cái gì này là cái gì cái một cái này ta có thấy nè. Hôm bữa ta thấy ở trên bên Shen nó sale, nhưng mà chắc nó cũng không có mắc thôi. Size.